phát sóng được hơn nửa chặng đường, bộ phim Cẩm Tú An Ninh do Trương Vãn Ý và Nhậm Mẫn đóng chính đã và đang từng ngày chứng minh sức hút. Từ một dự án không được đánh giá cao, bộ phim hiện đang dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng uy tín, được bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn mê phim. Trong video này hãy cùng Cbiz Phim tìm hiểu nguyên nhân thành công và những điều mà dàn diễn viên chính đạt được sau phim nhé. Dẫn đầu đường đua phim cổ trang tháng 10. Cẩm Tú An Ninh được truyền thông xứ Trung đánh giá là bộ phim cổ trang có hiệu quả phát sóng tốt nhất tháng 10 này. Có thể thấy, kể từ khi lên sóng, Cẩm Tú An Ninh đã có sự trở mình vô cùng ngoạn mục, trở thành ngựa chiến đáng gờm nhất trên đường đua phim ảnh cổ trang thời điểm hiện tại. Mới đây, nền tảng Tencent cũng công bố mốc nhiệt độ của Cẩm Tú An Ninh đã phá vỡ 28.000 điểm nhiệt, trở thành phim cổ trang thứ tư có nhiệt độ cao nhất nền tảng trong năm 2024. Trang dữ liệu Vân Hợp ghi nhận, số lượng xem trung bình theo ngày của phim đạt mức cao mới, với hơn 44 triệu lượt xem trung bình trên ngày. Thành tích này giúp phim được Tencent công nhận là phim hot, có hiệu quả phát sóng vượt mong đợi của nền tảng. Thêm vào đó, sự thành công của phim cũng phần nào giúp Trương Vãn Ý và Nhậm Mẫn có nhiều lợi thế hơn, khi sự cạnh tranh của thế hệ diễn viên sinh sau 1995 ngày càng sôi động và khốc liệt. Cốt truyện đơn giản, quen thuộc nhưng lôi cuốn bất ngờ. So với bộ phim Trạch Đấu Đình Đám Minh Lan Truyện hay Cơn Sốt Mặc Vũ Vân Gian Làm Mưa Làm Gió cách đây không lâu, Cẩm Tú An Ninh không có được một kịch bản đặc sắc bùng nổ ngay từ đầu. Song nhịp phim khá nhanh, tình tiết xử lý mạch lạc, rõ ràng, có đủ mọi gia vị đắng cay ngọt bùi. Có vui có buồn, đôi khi pha chút hồi hộp, kịch tính vừa hay đáp ứng nhu cầu giải trí cơ bản của người xem. Cải biên từ tiểu thuyết Sổ Tay Dưỡng Thành Thừa Tướng của tác giả Văn Đàn, Cẩm Tú An Ninh tập trung vào câu chuyện giữa hai huynh muội cùng cha khác mẹ, La Thận Viễn và La Nghi Ninh. So với nguyên tác, bản phim đã thay đổi nhiều tình tiết, không còn yếu tố trọng sinh, giữa nam chính và nữ chính hoàn toàn không có quan hệ huyết thống. Chuyện phim kết hợp giữa các tuyến trạch đấu, quan trường, gia đình, tình yêu, tình bạn. Trong khi đó, nội dung còn lồng ghép nhiều vấn đề mang tính thời đại về giáo dục con cái, tình yêu thương và lên án những quan niệm áp đặt, tiêu chuẩn khắt khe, giáo điều lỗi thời. Cẩm Tú An Ninh từng là dự án không được đánh giá cao, cùng với đó là dàn diễn viên chính cũng không phải lưu lượng. Cả nam nữ chính của phim đều gặp phải những đánh giá tiêu cực trong một số bộ phim cổ trang phát sóng trước đó. Cho nên trước khi lên sóng, không có mấy ai dám nghĩ rằng bộ phim đạt được thành tích cao như hiện tại. Tuy nhiên càng về sau, nội dung của phim càng chứa nhiều tình tiết lôi cuốn, khiến khán giả nóng lòng muốn xem tiếp. Ngoài ra, yếu tố giúp phim đảo ngược tình thế là nhờ phản ứng hóa học bùng nổ của hai diễn viên Nhậm Mẫn và Trương Vãn Ý. Người xem tan chảy với những phân cảnh La Thận Viễn luôn âm thầm bảo vệ người thương. Anh dùng trí thông minh, sự ẩn nhẫn để giúp La Nghi Ninh vượt qua những khó khăn trên con đường lập nghiệp. Đồng thời, biên kịch cũng rất dụng tâm khi xây dựng tỉ mỉ, chỉn chu con đường học vấn và đỗ đạt thành tài của La Thận Viễn. Dù là một tác phẩm ngôn tình, nhưng phim không chỉ xoay quanh vấn đề tình yêu mà còn khắc họa con đường trưởng thành, tự lập đầy chông gai của hai nhân vật chính. Bên cạnh đó là tình cảm gia đình, tình bạn bè được lồng ghép khéo léo. Những chi tiết hài duyên dáng khiến mạch phim vừa lôi cuốn vừa tạo cảm giác sảng khoái cho khán giả theo dõi. Thiết lập nhân vật hấp dẫn, đích nữ bị vu oan và thứ tử bị ghẻ lạnh. Nữ chính La Nghi Ninh từ khi còn bé đã mất mẹ, tính tình có phần hơi ngang bướng và nghịch ngợm. Trong khi đó, tiểu thiếp của cha được sủng sinh kiêu, lòng dạ độc ác, âm mưu muốn giành lấy vị trí chính thê, quản lý sổ sách La gia. Khi bà không may sảy thai, đã vu oan giá họa cho La Nghi Ninh đẩy bà ngã sảy thai, khiến La Thành Trương quyết định đưa La Nghi Ninh đến biệt viện cách xa La Phủ sinh sống một mình. Trong suốt thời gian hơn 10 năm sống tại biệt viện, La Thành Trương chưa một lần đến thăm La Nghi Ninh, cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ đưa con gái trở về. Lúc bấy giờ, lão tổ mẫu rất yêu thương Thất tiểu thư, nhưng vì sức khỏe kém nên bà không thể giữ La Nghi Ninh ở bên cạnh mình, càng không thể để tiểu kiều nương dạy hư cháu gái cưng. Mãi cho đến ngày đại thọ của tổ mẫu, La Nghi Ninh lúc này đã đến tuổi cập kê, nàng định về mừng thọ xong sẽ trở về biệt viện. Khi biết tổ mẫu sức khỏe ngày càng yếu, không thể nào chịu đựng được tiểu kiều nương tác oai tác quái, nên quyết định dọn về La gia để phụng dưỡng và bảo vệ tổ mẫu. Ngoài tổ mẫu ra, La Nghi Ninh may mắn vẫn có người mẹ kế Lâm Hải Như thật lòng quan tâm và yêu thương nàng. Lâm Hải Như xuất thân trong gia đình buôn bán nên tính cách bộc trực, ăn ngay nói thẳng, không biết nịnh hót hay tỏ vẻ đáng thương như tiểu kiều nương. Hai mẹ con cùng nhau đối phó với mẹ con tiểu kiều nương, thành công giành lại quyền quản lý sổ sách mà vốn dĩ phải do đại nương tử nắm quyền. So với La Nghi Ninh, hoàn cảnh của La Thận Viễn cũng chẳng khá hơn là bao, dù mang tiếng sống tại La Phủ nhưng cũng là biệt viện ít người lui tới. Nhìn qua trang phục thường ngày của Tam Ca chẳng khác gì người hầu kẻ ở trong nhà. Đến cả ngày đại thọ, La Thận Viễn cũng không được phép xuất hiện, càng không được chúc thọ cho lão phu nhân.
nhìn La Thận Viễn chẳng có chút gì liên quan đến công tử nhà gia thế, thậm chí trên người còn đầy vết sẹo do bị bắt nạt, trông đáng thương và hèn mọn đến cùng cực. Trước khi hai huynh muội gặp lại nhau tại La gia, La Thận Viễn và La Nghi Ninh đã chạm mặt nhau trong một tình huống nguy cấp. Ngoài mặt La Thận Viễn che giấu tài năng, nhẫn nhịn chịu đựng mọi tủi nhục, nhưng thực chất, La Thận Viễn đang chờ đến thời cơ chín muồi để có thể minh oan cho ân sư Trần Cửu Hành, người đã giúp hắn tái sinh để có ngày giang cánh tung bay trên vùng trời riêng của mình. Bản thân La Nghi Ninh cũng đang mang trong người một bí mật động trời. Khi trở về La gia, nàng bắt đầu điều tra về những chuyện xấu mà Tiểu Kiều Nương đã toan tính bấy lâu nay, cùng cái chết đầy ẩn khuất của mẹ ruột Cố Minh Lan. Điểm nhấn quan trọng tạo nên sức hút của câu chuyện chính là thiết lập của cặp đôi chính La Thận Viễn và La Nghi Ninh. Tuy mở đầu phim chủ yếu tập trung nhiều vào tuyến trạch đấu, nam chính ít đất diễn, nhưng mỗi khi La Thận Viễn và La Nghi Ninh xuất hiện chung khung hình đều mang đến cảm giác rất thú vị. Giữa hai huynh muội có suy đoán, thăm dò, tò mò, quan tâm nhau nhưng cũng rất thận trọng đề phòng nhau. Có nhiều lúc, cả hai huynh muội thân thiết, bao che nhau hết sức dễ thương. Đồng thời, họ cũng có cả loại cảm giác ám muội đối với nhau, để khán giả đoán biết được thân phận thật của La Nghi Ninh ngay từ đầu. Mặt khác, bởi vì cả hai đều bị cha hắt hủi, không có được sự yêu thương của cha mẹ từ bé nên dễ dàng tìm thấy sự đồng cảm ở đối phương. Họ còn có nhiều điểm sáng tương đồng trong tính cách nên càng thu hút và gần gũi hơn. Đáng nói, hai anh em đều là người thông minh, cư xử chừng mực, biết tiến lùi đúng lúc, suy luận nhạy bén. La Nghi Ninh khi trở về đã không còn là cô bé ngang ngược khi xưa, trở nên rất hiểu chuyện, biết quan tâm và lo nghĩ cho những ai thật sự yêu thương mình. Trong khi nàng ra sức bảo vệ, giúp đỡ người khác cũng chính là đang nỗ lực để đạt được cuộc sống mà bản thân ao ước. Trương Vãn Ý và Nhậm Mẫn được fan xe duyên từ trước. Nhà sản xuất Dương Nguyệt đã có chia sẻ khiến công chúng ngã ngửa khi cho biết lý do chọn Trương Vãn Ý và Nhậm Mẫn đóng vai chính là nhờ xem được video ghép đôi trên mạng do fan làm. Vì vậy tôi đã xem các video được fan biên tập đăng trên Bilibili. Cảm giác nhân vật Tào Vương do Trương Vãn Ý thủ vai trong Đại Đường Minh Nguyệt và công chúa Huy Nhu do Nhậm Mẫn thủ vai trong phim Thành Bình Nhạc mang lại giống với mối quan hệ giữa La Thận Viễn và La Nghi Ninh trong Cẩm Tú An Ninh. Vì cảm giác này mà tôi đã chốt đơn ngay lập tức. Nhà sản xuất còn nói thêm, thế nên ở một góc độ nào đó, Trương Vãn Ý và Nhậm Mẫn có thể coi là cặp đôi do fan chọn. Được biết, video ghép đôi của hai ngôi sao có từ năm 2021, hiện có khoảng hơn 764.000 lượt xem trên Bilibili. Thông tin này khiến cư dân mạng vô cùng hào hứng và cho rằng quyết định này là chìa khóa dẫn đến thành công của bộ phim. Tuy nhiên, trong video hậu trường được đoàn phim đăng tải, Trương Vãn Ý tiết lộ rằng dù anh đã xác nhận đóng vai nam chính trong Cẩm Tú An Ninh, nhưng vẫn chưa biết nữ chính là ai. Phải đến khi phim chuẩn bị quay, nam diễn viên mới biết anh sẽ đóng cùng Nhậm Mẫn. Trương Vãn Ý cũng nói thêm rằng anh rất trông đợi được hợp tác cùng Nhậm Mẫn. Về phía Nhậm Mẫn, cô cho biết cả hai đã rất ăn ý ngay trong lần đầu hợp tác. Bản thân hai người đều là những người hướng nội, ít nói nhưng không khí trường quay lại vô cùng thoải mái, vui vẻ. Cả hai đều cho rằng đối phương có nhiều điểm tương đồng với nhân vật mình diễn nên khi đóng phim sẽ dễ nhập vai hơn. Trương Vãn Ý và Nhậm Mẫn lấy lại niềm tin của khán giả ở dòng phim cổ trang. Nhậm Mẫn từng nhận nhiều phản hồi tiêu cực về dáng người và phong thái cổ trang khi đóng Ngọc Cốt Giao, khán giả không khỏi bất ngờ trước sự lột xác xinh đẹp của Nhậm Mẫn trong Cẩm Tú An Ninh. Trong Cẩm Tú An Ninh, Nhậm Mẫn không xinh đẹp tuyệt sắc cũng không mang vibe em gái kẹo ngọt. Khuôn mặt bầu bĩnh, xinh xắn theo một nét rất riêng và tạo hình lần này của nữ diễn viên trẻ thật sự rất phù hợp, thuận mắt. Chỉ trong vài tập đầu đã thấy thất muội thường xuyên thay đổi màu sắc và kiểu dáng trang phục, đúng chuẩn tiểu thư khuê các, đích nữ quyền quý, nhưng cũng toát lên dáng vẻ thiếu nữ càng ngắm càng thấy thích mắt. Để có được hình ảnh La Nghi Ninh thanh thoát và xinh đẹp, Nhậm Mẫn đã trải qua quá trình luyện tập nghiêm túc. Cô đã giảm cân, rèn luyện thể thao và đặc biệt chú trọng đến việc cải thiện thần thái, tư thế sao cho phù hợp với không khí cổ trang. Sự thay đổi tích cực này không chỉ giúp Nhậm Mẫn tự tin hơn mà còn mang đến cho khán giả một hình ảnh mới mẻ, cuốn hút hơn. Diễn xuất của Nhậm Mẫn trong Cẩm Tú An Ninh cũng được nhận xét là tốt hơn nhiều so với lúc trước. Ánh mắt linh động, cử chỉ hoạt bát, tinh nghịch và biểu cảm phong phú tạo ra nhiều sắc thái cảm xúc khác nhau, cũng như thể hiện rõ thái độ cư xử khác biệt đối với mọi người. Chung quy, Nhậm Mẫn lần này đã thành công thoát khỏi cái bóng thảm họa ở Ngọc Cốt Giao. Visual và diễn xuất đều đủ để làm hài lòng khán giả, khiến họ cảm nhận được nét đẹp tự nhiên, không đại trà hay thuộc một kiểu mẫu nào của cô nàng. Về phần Trương Vãn Ý, nam diễn viên có đến 3 tác phẩm cổ trang được chiếu trong năm nay gồm Trường Tương Tư phần 2, Liễu Chu Ký và Cẩm Tú An Ninh. Như nếu ở hai bộ phim trước, anh chàng nhận phải nhiều ý kiến tiêu cực cho rằng lối diễn xuất của anh không hợp đóng phim cổ trang hay tạo hình một màu không có đột phá. Thì đến khi Cẩm Tú An Ninh phát sóng, nam diễn viên đã phần nào lấy lại phong độ diễn xuất,
thể hiện cho khán giả thấy được anh cũng có thể diễn phim cổ trang tốt như phim chính kịch. Điều mà anh đã từng thể hiện rất tốt trong các phim cổ trang trước đây, như vai Tào Vương Lý Minh trong Đại Đường Minh Nguyệt hay vai Thương Huyền trong Trường Tương Tư phần 1. Trước đó, chia sẻ cùng truyền thông, Trương Vãn Ý nói anh không lựa chọn kịch bản dựa trên cái mác của nhân vật, mà anh luôn muốn xây dựng một nhân vật có tính logic, sự phát triển của nhân vật phải tương quan với hoàn cảnh sống của nhân vật đó. Dù từng bị nghi ngờ về diễn xuất, nhưng Trương Vãn Ý chưa một lần lên tiếng. Nam diễn viên luôn lắng nghe ý kiến của khán giả và âm thầm cải thiện bản thân trong những dự án tiếp theo. Nên sau mỗi tác phẩm, công chúng có thể thấy một Trương Vãn Ý ngày càng hoàn thiện, xuất sắc hơn. Nam phụ Thử Xa thu hút thêm nhiều fan. Không chỉ nam nữ chính tỏa sáng, dàn diễn viên phụ của Cẩm Tú An Ninh cũng được chú ý. Đặc biệt, nam phụ Thử Xa khiến khán giả mê đắm bởi vi rùa nam tính, rắn giỏi và diễn xuất chất lượng. Thử Xa vào vai Lục Gia Học, chàng hầu gia bá đạo và là tình địch lớn nhất của nam chính La Thận Viễn. Vai diễn Lục Gia Học khiến cho khán giả vừa ghét vừa thương. Thương vì sự thâm tình dành cho nữ chính La Nghi Ninh, ghét vì anh luôn tìm mọi cách chia rẽ nam nữ chính. Bên cạnh đó, netizen xứ Trung dành nhiều lời khen về phong thái cổ trang của nam diễn viên trẻ. Dù Cẩm Tú An Ninh thuộc thể loại cổ trang ngôn tình, nhưng Thử Xa đã diễn ra một chàng hầu gia Lục Gia Học thâm trầm, uy vệ, khó đoán và văn võ song toàn. Vẻ đẹp nam tính, cương nghị của nam diễn viên khiến anh trở nên đặc biệt giữa rừng Mỹ Nam hoa ngữ hiện nay. Đây không phải là lần đầu tiên khán giả biết đến Thử Xa. Năm 2023, nam diễn viên thu hút nhiều sự chú ý khi vào vai nhị lang Thần Dương Tiễn trong Phong Thần 1, Tam Bộ Khúc. Tờ Sina tiết lộ, dàn diễn viên Phong Thần 1, Tam Bộ Khúc, trong đó có Thử Xa đã phải dành một năm chỉ để học các loại lễ nghi cổ đại, võ thuật, cách cưỡi ngựa, bắn cung. Đó là lý do vì sao nam diễn viên có thể tự mình thực hiện các cảnh võ thuật mà không cần dùng người đóng thế. Một phim Hoa ngữ cho rằng, Thử Xa đã dùng diễn xuất và sự nỗ lực để phá bỏ định kiến ngoại hình không phù hợp để đóng cổ trang mà cư dân mạng dành cho mình. Người hâm mộ nam diễn viên kỳ vọng anh chàng sẽ có nhiều tác phẩm đặc sắc trong tương lai. Với những diễn biến hấp dẫn, người hâm mộ kỳ vọng Cẩm Tú An Ninh sẽ tạo thêm nhiều bất ngờ hơn nữa trong giai đoạn cuối của bộ phim. Còn bạn thì sao? Bạn đã xem Cẩm Tú An Ninh hay chưa? Bạn có đánh giá như thế nào về bộ phim này? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn dưới phần bình luận nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp.